Chị bị ngứa cô bé có cách gì không em? Cô bé của chị yêu mà đang bị ngứa nghĩa là chị bị nấm rồi đấy. Nấm có thể chị yêu bị nấm canxi da hoặc là nấm trùng roi gây ra những cái cơn ngứa dữ dội hai bên mép cô bé. Đứng ngứa, ngồi ngứa, làm việc gì cũng ngứa, thậm chí ngứa rất nhiều về đêm. Khí hư của chị nó không ở màu trắng trong nữa mà lúc này khí hư nó chuyển sang màu trắng đục. Nó lợn cợn như là sữa chua, đôi khi nó như bã đậu ấy, đó chính là nấm hoặc là trùng roi chị yêu nhé. Chị yêu muốn chữa khỏi những cái cơn ngứa ngáy cho mình thì chị yêu phải điều trị cả hai vợ chồng. Bởi vì nấm canxi da có thể lây chéo từ chồng sang vợ và có thể lây chéo từ vợ sang chồng. Và có một điều đặc biệt nữa, chị yêu muốn nấm canxi da hoặc là trùng roi nó không bị tái phát trở lại thì chị yêu phải đào thải được toàn bộ những cái ổ nấm, ổ viêm, những cái trùng roi ở trong tử cung ra bên ngoài. Chị yêu có thể sử dụng cho em viên đặc thủ khoa tiêu viêm nữ của công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Hoàng Sơn này nhé. Viên tiêu viêm này có 3 cơ chế. Cơ chế thứ nhất đó chính là kháng viêm, kháng khuẩn, chống nhiễm trùng, khoanh vùng vết viêm, không cho vi khuẩn, tạp khuẩn lây lan sang các khu vực khác mà không bị viêm. Cái cơ chế thứ hai của viên tiêu viêm này nó sẽ giúp cho các chị yêu khỏi được nấm canxi da hoặc là trùng roi mà không bị tái đi tái lại. Là viên tiêu viêm này nó có thành phần của hoàng bá, và trong có hoàng bá thì nó có một cái hoạt chất gọi là hoạt chất obaconong. Hoạt chất obaconong này nó sẽ thúc đẩy cái quá trình co bóp ở trong tử cung của chị để nó đào thải toàn bộ những cái ổ nấm, ổ viêm, trùng roi, tạp khuẩn, huyết ứ, huyết đọng, kinh tắc, kinh tồn ở bên trong tử cung, trong hang cùng ngõ hẻm ở trong tử cung. Nó lôi cổ tống khứ toàn bộ những cái rác thải này đào thải ra bên ngoài. Thế nên là chị yêu sẽ không lo bị tái phát trở lại nữa. Và viên tiêu viêm này còn có cơ chế thứ ba nữa, cơ chế vàng của viên tiêu viêm này, đó là nó sẽ giúp cho các chị yêu là tái tạo và hàn gắn vết thương. Nó làm cho chị yêu là tái tạo những cái tế bào, những cái biểu mô niêm mạc, làm cho cái tế bào biểu mô niêm mạc mà sau khi sinh các chị em chúng ta bị xẹp xuống ấy, thì nó sẽ tái tạo và làm lành lại. Nên chị yêu sẽ có một cái cô bé gọi là khỏe mạnh, sạch sẽ, thơm hồng, xe khít và không lo ngứa ngáy và cũng không lo nấm canxi da nó tái phát nữa chị yêu nhé.